Ngày 17 tháng 1, Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã mời ông Nguyễn Văn S, sinh 1974, trú tại thôn Tân Tiến, lên trụ sở để làm việc, viết bản kiểm điểm và nhắc nhở tuyên truyền cho người này nắm rõ về hành vi vi phạm nồng độ cồn của mình khi tham gia giao thông. Tạm thời, Công an xã Tân Lâm Hương đã yêu cầu ông S viết bản kiểm điểm và ký cam kết sẽ không tái phạm, đặc biệt là khi tham gia giao thông không được uống rượu bia. Ông S hiện có vợ và hai con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông S cho biết bản thân làm nghề thợ xây được hơn 10 năm nay. Tối 16 tháng 1, sau khi kết thúc buổi làm việc xây dựng nhà ở cho một người dân cùng xã Tân Lâm Hương, ông được chủ nhà mời ở lại ăn tối và uống rượu. Trên đường đi xe máy về nhà thì ông S bị mất phương hướng, sau đó đi lạc xuống khu vực tuyến đường Hàm Nghi, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ông S bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại chốt đo nồng độ cồn yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Theo ông S, lúc dừng xe, ông được cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh giới thiệu có giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh đang ở đây. Ông S cho biết giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp hỏi thăm, nhắc nhở đã uống rượu thì không nên lái xe. Ông S cho biết bản thân làm nghề thợ xây, nếu nộp số tiền phạt lớn quá thì không có, nên giám đốc công an tỉnh chỉ nhắc nhở và cho gọi người thân đến để đưa về. Ông S cam kết với công an xã từ nay về sau khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu bia. Qua sự việc này, ông S cũng mong mọi người khi đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối không được lái xe vì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Trước đó, vào tối 16 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn bị chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Thời điểm này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại chốt kiểm tra nên đã đến hỏi han trò chuyện với người đàn ông này vì lý do uống rượu. Người đàn ông trình bày tên là S, làm nghề thợ xây, quê ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cuối ngày làm việc, ông được chủ nhà mời uống rượu nhưng do quá chén nên quên đường về nhà. Người đàn ông trình bày với tổ công tác là mình bị mất phương hướng, lạc đường đến 3 lần nên mới đi vào đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh và bị tổ cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tại đây phát hiện yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Trước tình huống này, sau khi hỏi han người đàn ông, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhắc nhở người đàn ông là không nên uống rượu khi tham gia giao thông vì sẽ nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác. Đại tá Nguyễn Hồng Phong đề nghị người đàn ông gọi điện thoại cho người thân đến đón về nhà để đảm bảo an toàn. Tiếp thu đề nghị này, ngay sau đó người đàn ông lấy điện thoại ra gọi cho người thân. Tiếp đó đưa điện thoại nhờ một nữ cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh gọi người thân đến đường Hàm Nghi để đón về nhà. Ngay sau đó, một thời gian ngắn, người thân đã có mặt tại chốt kiểm tra và chở người đàn ông về nhà. Đoạn clip trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều chia sẻ bình luận của cộng đồng mạng. Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sự việc xảy ra vào tối 16 tháng 1, trời mưa lạnh. Khi đó, ông đang cùng tổ công tác của Công an thành phố Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi. Người đàn ông chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và rất hợp tác, chất phát, thật thà, trình bày lý do uống rượu. Trường hợp này, nếu đo nồng độ cồn sẽ bị xử phạt hành chính khoảng 7-8 triệu đồng, trong khi người này rất khó khăn. Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết đã nhận thấy việc xử lý cũng cần phải nhân văn vì trong các vụ án hình sự còn cho hưởng khoan hồng chứ nói gì đến hành chính. Trong lĩnh vực hành chính thì có xử phạt tiền và phạt cảnh cáo. Do vậy, đã yêu cầu cấp dưới không đo nồng độ cồn đối với bác ấy và yêu cầu người này gọi điện cho người thân xuống để trở về nhằm đảm bảo an toàn. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, mặc dù không đo nồng độ cồn đối với người đàn ông, nhưng ông sẽ yêu cầu công an địa phương mời người này đến làm việc để kiểm điểm, nhắc nhở và có hình thức răn đe, cảnh báo xử lý phù hợp.